đây đó, vứt đây, vứt đây, vứt đây, đúng rồi. Nè, cho mít này, mít đi. Giãn cách xã hội ấy là được nghỉ về nhà, thế nên là hai con gái mình mang mèo về đây nhé, về đây cho mùi mì bo chơi nào hai đứa ơi, đây chơi với mít nào, đây chơi với mít nhé, đây con đang chơi với mít nào, mít ơi chơi với tôm với mùi này, và bo với mùi này, chơi nào đi con này. Thôi thì đừng đánh nhau nữa, đùa nhau mãi thôi. Hai đứa này nó không phải là nó đánh nhau đâu các bạn, là nó đùa nhau đấy. Này đây, chơi với mít này. À bắt chơi, bắt chơi, bắt chơi. Mít cái này sợ. Mít đang chạy nhỉ.
Mít đã nghe chưa? Mít. Nào Mít ăn hết chưa? Để cho Mít ăn nào. Nào Mít ăn, Mít ăn. Để cho Mít ăn đi con. Để cho Mít ăn. Để cho Mít ăn. Con, để cho Mít ăn. Ơ, Mít ăn sữa chua nhỉ? Bơ, đây là của bơ đây cho con. Mẹ đem cho Mít, Mít, Mít đâu không ăn cái cẳng. Mẹ đem cho Mít ăn ạ. Ơ, không. Bơ lại lấy cái cuốn giấy kia nha. Lại lấy cuốn giấy để mẹ lau ấy cho chị Mít. Ôi ôi con. Từ từ, từ từ mẹ ăn bảo. Con lại lấy giấy đây, lấy cuốn giấy đây cho mẹ nhé. Lấy cuốn giấy đây, nhờ. Lấy giấy đây để mẹ lau đây nào. Bò. Bò. Nào lại lấy cuốn giấy cho mẹ nha. Lấy cuốn giấy. Đó, mang đây. Mang đây, mang đây mẹ. Mang đây, mang đây. Mẹ xin. Mẹ xin. Nào người như ấy nè. Nó lại còn thơ hơn là sống cả. Dính cả mọi người ấy rồi. Như thế thì mình cứ ăn nó chứ. Ôi giời, bỏ giọng bỏ. Vứt đây, vứt đây, đúng rồi. Vứt đây, vứt đây, vứt đây. Đúng rồi. Thế người ơi, mở mẹ lại nhặt ra. Này, thế này vứt nó cái này vào đây. Nào, vứt cái này này này. Đây, vứt nó cái này vào đây. Vứt đây, vứt đây, vứt đây, thả đây. Thả đây, vứt nó, vứt xuống. Vứt ở đây. Vứt đây con. Vứt cái đấy vào đây, vứt đây. Vứt xuống, vứt xuống. Vứt xuống, vứt xuống. Nào được rồi. Được rồi. Ơ, thả nó vào đây, thả nó vào đây. Đúng rồi. Nha. Bò nhỏ nha. Con mèo đâu rồi? Dạ bé bò đâu? Mẹ bé con Mít này. Mẹ bé con Mít này.